Xin chào mọi người nhé. Chúng ta sẽ đến với chứng khoán vệ sinh và một vài nhận định cho bên cơ sở. Ngày hôm nay là chúng ta có tiếp tục một nhịp tăng điểm vệ sinh và có kéo xả trong phiên đúng không? Index thì chúng ta tiếp tục nhận định là gì? Một cái nhịp nó tái tích lũy đi lên và nó đang tạo ra một cái vùng giằng co vùng 128x và 29x. Thì ngày hôm nay đóng một cây lên spinning top thể hiện sự cân bằng ở trên vùng đỉnh. Dòng tiền thì vẫn đang chảy vào những cổ phiếu riêng lẻ cộng với một vài dòng đánh. Như ngày hôm nay chúng ta có cao su đúng không? Cao su khá ổn. Chúng ta có dòng dầu tiếp tục chạy và một vài cổ phiếu của dòng thủy sản đúng không? Chúng ta đều có hàng. Đó, chúng ta cùng đi phân tích một vài cổ phiếu trước khi vào điểm đánh của phái sinh nhé. Chúng ta có BSR, chúng ta có OI, chúng ta có PAO và tiếp tục hold lại thôi ạ. Đây, chúng ta có điểm lại một vài con cổ phiếu bên cơ sở. Trước đó chúng ta thấy là gì? Chúng ta có IDI và ASM, chúng ta đã gom hàng ở vùng giá 11.x rồi. Thì hai cổ phiếu buổi sáng nó có điểm mua mới và điểm gia tăng cuối cùng mọi người nhé. OI là cổ phiếu mà chúng ta đang chờ đợi một đẩy giá tiếp tục và chốt lời bớt vị thế ở vùng 12.x đúng không? VVB này. Đó thì VSC ngày hôm nay cũng tương đối ổn. Đó, một vài những cổ phiếu riêng lẻ như vậy chúng ta tiếp tục hầu lại và chờ đợi những vùng target tiếp theo thôi. Về cơ bản thì giai đoạn này giai đoạn mà chúng ta xem là cổ phiếu nào khỏe so với thị trường chung và cổ phiếu có dòng tiền vào thì chúng ta tham minh đánh chứ không quan tâm nhiều đến yếu tố thị trường chung nữa, đúng không? Kể cả cái câu chuyện thị trường chung có quay trở lại lấp gáp vùng 70 hay là nó đi lên tiếp thì nó không còn ảnh hưởng quá nhiều, nó chỉ là câu chuyện của thằng phái sinh đáo hạn phái sinh thắng hại thôi. Và về cơ bản thì những cái cổ phiếu có dòng tiền vào nếu như thị trường có điều chỉnh thì vẫn là những nhịp mà test LPS và đi lên thôi, thì chúng ta vẫn tham minh được những cái con cổ phiếu này. Một là gì, khi cổ phiếu kéo thì chúng ta chờ những vùng chốt lời, còn cổ phiếu rũ bỏ đúng không? Thì những vùng LPS là những vùng mà chúng ta sẽ tham minh. Đó, ví dụ chúng ta có GVR vùng giá 27-29x, mua tiếp ở vùng 32x, chúng ta tiếp tục hold và mục tiêu của GVR chúng ta sẽ đánh về 40-43 và xa hơn là chính là mốc giá 49-50. Đó, chúng ta có cao su, chúng ta có DRI, đúng không? Đồng Phú. Đó, Đồng Phú ngày mai xuất hiện mua mới nhá. Mọi người có thể tham minh Đồng Phú và chúng ta sẽ chơi tiếp Đồng Phú hôm trước chúng ta mua ở vùng 40.x đúng không? Đây này, chúng ta mua ở cây 40.x này mọi người này. Đồng Phú, chúng ta mua ở cây 40.x, 41.x đây này, cây này. Và ngày hôm nay xuất hiện điểm đánh mới thì ở những nhịp mà rung lắc về cái vùng này, đó chính là điểm chúng ta có thể gia tăng từ cái thời điểm, từ cái điểm mà 45.x nhá, thì có thể ngày hôm nay là một phiên mua cuối cùng trong hệ thống, có thể anh em đánh tê tiếp. Đó, IDI, những cổ phiếu dòng thủy sản khá ổn đúng không? Về một cái nền giá tương đối dài của IDI, bắt đầu gom hàng từ vùng từ đầu năm ngoái cơ, hơn 18 tháng rồi, gần 20 tháng rồi đúng không ạ? Và một cái vùng tái tích lũy ở biên TR đây. Và ngày mai IDI xác nhận được cái điểm đánh tiếp theo ở trong pha D. Break khỏi xuống giảm đúng không? Break khỏi xuống giảm đóng đến và có dòng tiền vào. IDI là cái nhịp mà chúng ta đánh cuối cùng. Đó, gia tăng cuối cùng trong pha D nhé. Nhớ là chúng ta vẫn còn những điểm đánh trong pha E, nhưng mà hiện tại trong pha D là gì? Chúng ta có thể gia tăng tương đối nhiều vị thế của IDI rồi. Và những nhịp mà lên trên vùng cản mạnh thì tất nhiên rồi, lên trên vùng này sẽ có rung lắc và test đi test lại. IDI sẽ cần phải chờ thêm những cái điểm đánh cho pha E. Pha E thì tất nhiên nó phải vượt được cả thằng này rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng kỳ vọng là những nhịp mà đẩy giá lên trên vùng này chúng ta sẽ có đạt được những biên độ chốt lời ngắn hạn và chúng ta sẽ chờ đợi nhịp tái tích lũy của IDI. Về câu chuyện sóng thì tất nhiên IDI nó sẽ không đơn giản là ở 12.x. Và chúng ta view IDI vào sóng nó sẽ đánh về 243x cơ. Đó, x đôi tài khoản ở cái vùng nền giá chúng ta gom. Thì giá 11.x khá an toàn, chúng ta có thể cầm dài mọi người nhá. Chúng ta sẽ đánh IDI vào sóng, chúng ta sẽ đánh về vùng 2x, có nghĩa là x2 từ thời điểm chúng ta gom hàng nhé. ASM tương tự. ASM thì cũng là vùng giá chúng ta gom tương đối ổn, vùng 11.x rồi. Cầm tương đối lâu đúng không? Cầm 3 tuần mới được hơn 10%. Tuy nhiên là gì? Chúng ta đánh sóng nên chúng ta sẽ gom những vị thế đẹp và chúng ta chờ gia tăng ở những giai đoạn lúc rút thôi. Chờ đợi lúc rút chúng ta sẽ đánh margin hoặc đánh gia tăng. Thì những cổ phiếu này chúng ta sẽ kiên nhẫn hơn một chút nhá. Đó, VSC ổn đúng không? VSC ổn rồi. Chúng ta có PAO ổn, OI, IDI này, ASM này. Đó, chúng ta có GVR này.
quay trở lại chúng ta có HAH cảng biển khá ổn nhá, chúng ta côn cộng đồng VOS vote thì bản thân VOS thì chúng ta sẽ đánh vote, chúng ta sẽ đánh về vùng vùng 21-22 x đó, vùng này chúng ta sẽ canh chốt lời này. HAH chúng ta ngày hôm nay có điểm đánh HAH mọi người nhé, điểm đánh thì có thể đánh mua phiên ngày hôm qua rồi với thanh khoản đúng không, với dòng tiền vào tương đối mạnh và break khỏi cái sau một vài phiên phiên test cung thành công đúng không, thì cổ phiếu này nó đang xác nhận cho mình một dấu hiệu sell trend rồi, thì đây chính là cái giai đoạn mà chạy trong pha e chạy nước rút thì đo target thôi, chúng ta sẽ đo target thôi. Quanh quanh cái vùng giá 52 52 55 đúng không, thì là thời điểm chúng ta có thể tham mình chơi, thì HAH chúng ta sẽ có thể là chơi từ cái vùng giá này, những cái vùng giá từ 44 đến 46 chấm x này đó, phiên ngày hôm nay cũng là một phiên có thể gia tăng nhé. Mục tiêu thì chúng ta có thể đánh T cộng quanh quanh 14 đến 20% 15-20%. Có rất nhiều cổ phiếu, hôm ngày hôm nay có một cổ phiếu mở gap sau đó thì quay trở lại cái vùng SNR, thì cổ phiếu EIG chúng ta có thể tham mình đánh T cộng một phần ở những vùng giá này. Cổ phiếu này thì cũng tương đối ổn, nó break khỏi xuống giảm và chờ tái tích lũy sau khi hấp thụ cùng đây, thì những cái nhịp mà nó test lại quanh quanh vùng giá sát 10 và 9.x chúng ta có thể tham gia tỷ trọng nhỏ và chờ đánh ở trong pha D nhé. VLC ổn đúng không, tất cả những cổ phiếu của mình thì đa phần khá khỏe và mọi người có thể nắm giữ. BWE nhìn rộng ra một chút, chúng ta đánh sóng thì ở những cái nhịp mà tái tích lũy này thì cái thời điểm cổ phiếu chạy lên từ vùng giá chúng ta đánh khoảng tầm giá 40 thì lên trên X2 có thể không, có thể nhé, nhưng tất nhiên chúng ta sẽ cần phải chờ 3-4 tháng gì đó thì mới đạt được những kỳ vọng đó. Thì về ngắn hạn hơn thì những cái nhịp quanh cái target đỉnh cũ này 52 là cái vùng chốt lời gần nhất của BWE và quanh quanh vùng giá 6X đó chính là những cái mục tiêu chúng ta sẽ hướng đến nhé. Để xem là những cổ phiếu là SHB SHB thì SHB vẫn chạy trong khu vực 12.x đến 11.3 đúng không? Thì chúng ta sẽ cần chờ nhé, cần chờ một nhịp gì đấy hấp thụ cùng với mô hình VCP và chúng ta sẽ cần chờ phiên xác nhận. Phiên xác nhận thì cái khối lượng của SHB nó phải rơi tầm 30 đúng không? Khoảng tầm gần 90 triệu cổ phiếu trở lên và chúng ta chờ một phiên xác nhận có sai hợp trang ở đây thì đánh thì chúng ta sẽ đánh tiếp của SHB đó. Ngày hôm nay thì ngày mai tập trung Đồng Phú nhé, Đồng Phú khá ổn. Có rất nhiều vị thế chúng ta mua rồi. Con nhà chúng ta đã chốt lời một lựa rồi, STB rồi, STB sao? FPT. FPT khá cũng bình thường thôi, thực ra cổ phiếu này thì gì? Test lại LPS thì xem những yếu tố sau này những cái nhịp mà test LPS cạn cung đúng không? Thì những cổ phiếu này chưa xác nhận điểm mua mới nhé, chỉ là những điểm mà gom hàng thôi. Đó, STB chúng ta chờ thêm khoảng tầm vài ba tuần có điểm đánh xác nhận thì chúng ta cũng có thể thật quan tâm mua. Đường thì chúng ta có Lam Sơn đúng không, thì Lam Sơn báo mọi người rồi, chúng ta thấy là sau khi tạo ba anh cái lái mặt ở đây chúng ta sẽ cần chờ tái tích lũy đúng không, thì những cái nhịp đánh ở cái vùng 12.x chúng ta sẽ quan tâm. Quảng Ngãi thì sao, đường Quảng Ngãi khá ổn nhé mọi người nhé, nhìn thế này thôi nhưng chúng ta nhìn thấy hơi chậm một chút đúng không, nhưng mà những cái vị thế chúng ta mua ở 49.x thì vẫn ổn, thì chúng ta nắm giữ được đó. Thì QLS thì chúng ta sẽ chờ đợi cái nhịp đánh lên trên vùng 61 đến 65.x đó, cho là những nhịp mà kéo ở trong giai đoạn tới nhé. Dòng P thì chúng ta hold lãi thôi, P thì hold lãi được, điểm mua mới trên vùng này cũng khá là cao rồi, đánh T cộng thì vẫn đánh được mọi người nhé. Về cái nhịp đẩy giá này thì chúng ta vẫn view nó sẽ tiếp tục đẩy giá tiếp loanh quanh PBB ở vùng 20 21 này, 26 27 có thể là những cái mốc kỳ vọng chạy nước rút sẽ lên đó. PVH thì sau những cái nhịp mà test lại đỉnh cũ đúng không? Test lại đỉnh cũ LVS thì chúng ta view là chúng ta tiếp tục cầm nắm được. PVT nhìn chung là dòng P khá ổn rồi. Đó, những con cổ phiếu này chúng ta hold hold lại tiếp thôi. SAB rồi, SAB là có view là gì? Điều chỉnh về đánh T cộng được nhá. Những cổ phiếu này có thể canh điều chỉnh đánh T cộng được. MWG đó. Thì tất cả những cái nhịp mà MWG FPT mình đã call từ trước đó rồi. GVR đấy mọi người nhìn này, FPT mình đã tham minh từ trước đó rồi, từ ngày mùng 2 tháng 5 mình đã view là chúng ta tham minh MWG này, FPT này, Siemens này, BASF này đó. Thì đây là những cổ phiếu khỏe hơn thị trường chung, cái giai đoạn mà đẩy giá này kéo phái sinh đẩy giá thì những cái mã bán lẻ và dòng công nghệ là những cái nhịp mà
kéo đỡ thị trường ở trong của VN30. Đó là những cổ phiếu chúng ta có thể quan tâm nhé. Như MWG thì báo cáo tài chính khá ổn nhé mọi người nhé, thì canh những nhịp test lại. Có thể là gì, test lại cạnh dưới của TR đúng không, có thể là gì, cũng có thể là test lại cạnh trên. Thông thường là chúng ta sẽ đánh T cộng ở nhịp test cạnh trên đã, thì MWG chúng ta có những nhịp vị thế T T ở vùng giá 57 58 chúng ta có thể tiếp tục hold được, và kỳ vọng cho phái sinh kéo đúng không? Kéo phái sinh thì chúng ta sẽ chờ đợi những nhóm ngành trụ ổn. Ngày hôm nay thì VN30 có một nhịp là gì, sau khi nó tái tích lũy ở đây và có xác nhận mở gap thì nó đã quay trở lại về lớp gap và vùng vùng đây là vùng SNR, và thấy một lực cầu của VN30 đúng không? Thì VN30 chúng ta vẫn vẫn chờ đợi kỳ vọng là gì, một nhịp tái tích lũy và tăng điểm ở trong trong giai đoạn tới. Đó thì phái sinh chúng ta vẫn ưu tiên canh canh chỉ long mọi người. Đó về cơ bản thì phái sinh chúng ta có chặng ngày vẫn đang là một xuống tăng rồi ra đồng trên 50, thì đây chính là những cái nhịp mà nó tạo ra những cây rút chân. Thì rõ ràng đây là vùng giá pressure buy zone đúng không ạ, chúng ta có những nhịp đẩy giá đỡ giá tương đối ổn của phái sinh, và chúng ta vẫn ưu tiên những kèo chỉnh long. Và ngày hôm qua chúng ta view rồi, chúng ta đánh về 04.x cộng trừ 05 chúng ta sẽ đánh long lên đúng không, ngay cả bản thân ngày hôm nay chúng ta đánh long quanh vùng đấy, chốt short chỉnh và long ở cái vùng cuối phiên, nhịp đánh cuối phiên. H1 thì vẫn là xu hướng tăng, giá đai đồng trên 50 và đóng một cây nến outside 3. Thì cây nến outside 3 này cũng là một cây có cầu demand vào, mọi người chú ý nhé. Thì tiếp tục tham binh long lên thôi. Và ngày hôm trước chúng ta có một cái cấu trúc đó là gì, đúng không, tạo ra vùng giằng co, sau đó giá đóng break vượt qua thì test lại vùng giằng co long lên thôi, rất đơn giản cho cái câu chuyện chúng ta phân tích kỹ thuật ở đây nhé. Rồi quay trở lại điểm đánh ngày hôm nay, sau khi mà giá đúng không, giá nó tạo ra break cái climax ở trên 14.x, thì trước đó mọi người chú ý chúng ta có vùng SNR ở đây đúng không? Chúng ta có OBSNR 14.x, thì buổi sáng chúng ta chốt lời vị thế ở vùng 14.x cho các vị thế long. Long chốt lời ở đây, buổi sáng có call mọi người đấy. Chúng ta chốt lời ở đây và chúng ta sẽ chờ chờ có thể là đánh chỉnh sọt chỉnh ở đây, hoặc là gì, tất cả vị thế long chúng ta phải chốt lời. Và sau đó thì thị trường xác nhận một cái cấu trúc điều chỉnh đúng không? Sau sau khi mà tạo ra hai đỉnh 14.x thì mọi người thấy là gì? Drop này, bay này, drop này. Thì rõ ràng cả một cái vùng bay này chính là vùng sọt của phiên chiều đúng không? Từ vùng giá 10.x đến 11. Chúng ta sọt thuật toán đấy, 10.x 11. Đó. Chúng ta chốt lời ở vùng 0 06.x. Đó, chốt dần, báo mọi người chốt dần, và mình chờ cái giai đoạn cuối phiên xem nó có tạo đáy ở 2 giờ 15 hay không. Và những cái nhịp sọt là sau khi nó tạo đỉnh ở 2 giờ 05. Đó, 2 giờ 05 tạo đỉnh này. Thì 2 giờ 15 chúng ta view chỉ sọt đến 20 giờ 15 và chờ cái tín hiệu dòng tiền trong phiên. Đúng không? Thì sau khi đó thì mọi người chú ý là gì? Chúng ta có một cây von von đỡ đúng không? Von to và giá không giảm mấy. Thì đây là tín hiệu của VSA đảo chiều. Đúng không? Tín hiệu VSA đảo chiều thì chúng ta chờ gì? Chờ giá quay trở lại, đúng không? Giá quay trở lại view những cây cái nến đỏ đấy và có một cái nhịp mà tạo ra một con sóng tăng. Đó, thì chúng ta thấy là sau khi mà giá nó tạo ra cụm inside bar đây thì cả cái cụm này đóng vai trò là vùng đỡ giá ở ở cái nhịp đánh cuối phiên. Chúng ta long tại vùng 07.x đi lên đấy, quanh quanh vùng 07 và cái nhịp nó đóng gap ở cuối phiên là 10.9, thì manh nha một nhịp là chúng ta đang kỳ vọng đúng không? Chúng ta kỳ vọng phái sinh. Trước đó chúng ta có một nhịp tích lũy ở đây đúng không? Tái tích lũy ở đây sau khi mà nó tạo ra bay cái mắc ở đây. Đó thì phái sinh đang vận động trong biên TR từ 98 đến đến 0605. Và đây là nhịp subring ở vùng 9293. Đó một nhịp tạo ra side uptrend đúng không? Một nhịp side uptrend đây. Đó và đây là cú test thành công. Nếu như thành công, chúng ta lại có một cái vùng tái tích lũy của cổ phiếu nằm ở đây. Đúng không đã? Và đây là trong kênh cái lên tái tích lũy thì những nhịp mà gì? Test lại đi lên hoặc là vượt lên đúng không, vượt lên dòng tiền vào đánh lên sideways đánh lên tiếp, thì đây là cái nhịp mà chúng ta ưu tiên những kèo có long lên mọi người nhé. Thì ngày hôm nay chúng ta view là à sọt chỉnh về đây LPS, thứ nhất là phái sinh thì nó sẽ test về đỉnh cũ, hai là nó sẽ test về cạnh dưới TR, một trong hai vùng. Thì trong cả một cái bias tái tích lũy đó thì một là sau khi nó vượt lên side trend thì nó sẽ quay trở lại nó test lại, một là cạnh dưới hai là cạnh trên. Thường thì phái sinh nó sẽ test ở cạnh trên nhé mọi người nhé, và chúng ta có quyền đo cả Fibonacci và xác định những vùng cung cầu. Và ngày hôm qua chúng ta có vùng 0105 là vùng gì,
vùng bay của phái sinh ở đây, thì rõ ràng cái vùng ngày hôm nay chúng ta đánh đến là chúng nó chỉ đánh về đỉnh cũ thôi, đúng không ạ? Đỉnh cũ chúng long lên được, lý do tại sao mà cuối phiên chúng ta đánh long cả phái sinh, chỉ bắt bắt phái sinh buổi chiều ngày hôm nay đó, rất đơn giản thôi. Chúng ta có sọt phái sinh về vùng 06 đây, rồi test long von nhỏ long ở vùng 0607 mọi người nhé, 0607 cuối phiên ấy. Sau khi mà nó rũ về 05 nó quay trở lại đấy đó, thì cuối phiên view là gì, nó quay trở lại nó kéo kéo phái sinh. Trước đó chúng ta view sọt sọt sập xuống đó, thì phái sinh ngày hôm nay đánh tương đối ổn đúng không? Chúng ta view long ở chốt 13 14 này, sau đó thì chúng ta view là gì, không được nhồi long nữa, và chúng ta view sọt điều chỉnh về vùng 04.x đúng không? Cuối phiên đánh về 05 tròn đấy đó, và cuối phiên chúng ta view là gì, sọt sọt ở trên cái vùng trên và quay trở lại bên dưới này chúng ta đánh long đó, khá ổn nhá. Rồi kịch bản cho ngày mai thì bản thân chúng ta có vẫn vẫn là cái xu hướng ưu tiên canh chỉnh long, và chúng ta có một cái bar tái tích lũy ở cái vùng giá từ 98 đến 06 05 đúng không? Thì những cái test ngày hôm nay, nếu như test thành công rồi thì ngày mai đánh sideways, đánh sideways target lên trên vùng 19 25 và có thể lên trên vùng 35 39 đúng không? Tuy nhiên là vùng 1 là chúng ta sẽ ưu tiên là chốt lời các lệnh long, và có thể là những nhịp mà sọt điều chỉnh thì tham minh thôi, những nhịp mà khi mà lên đây cũng là tham minh. Còn vùng giá mà đặt limit sọt được chúng ta view là có thể lên vùng 36 đến vùng 40, sọt chỉnh tương đối ổn ở vùng này, sọt chỉnh ở đây. Còn những nhịp này ưu tiên canh chỉnh long, ưu tiên long tại vì xu hướng vẫn là xu hướng tăng đúng không ạ, và sọt thì chúng ta chỉ view là những nhịp sọt chỉnh ở trong phiên nó an toàn hơn rất nhiều. Cầm qua đêm thì chúng ta vẫn ưu tiên cầm long qua đêm hơn mọi người nhé. Thì thực ra thì thị trường vẫn có hai kịch bản thôi, chúng ta chờ đợi tái tích lũy ở đây. Nếu như tái tích lũy thành công và test LVS 05.x rồi thành công rồi, thì những nhịp ngày mai chúng ta sẽ chờ đợi long 07 008 vượt lên tiếp, thì long tại IMA 10 15 và target lên 19 25 có thể 3x trước khi có thể đảo chiều hay không, đúng không? Vẫn là cái blend 1. Rồi blend 2 thì tất nhiên rồi, khi mà giá thủng cái thằng 98 đúng không? Hoặc là gì, đục được cái thằng 05 đúng không? Test lại vòn vòn nhỏ thì chúng ta sọt xuống, thì mục tiêu có thể sọt về 8 85 75 trước khi mà đánh long ở hai vùng này. Nó vẫn chờ xác nhận, nhưng mà ưu tiên hơn những kèo mà canh chỉnh long và tái tích lũy thành công rồi nhá. Ưu tiên hơn canh chỉnh long tái thành công rồi thì test lại cảnh dưới đây đi lên, thì những cái nhịp mà nó tạo ra vùng bay ngày hôm nay buổi chiều đấy, buổi chiều đó thì quanh cái nhịp mà 0709.x thì là những vùng mà chúng ta chờ test lại chúng ta có thể long lên được, long lên. Và tất nhiên rồi SL thủng cái cây min ba nó tạo ra một cây spring ngày hôm nay đó, SL ở đây đi lên, thì những cái nhịp mà giả sử thị trường có kéo ngày mai mở gap thì là gì, ưu tiên test lại và đi lên. Thì những cái vùng đỉnh cũ như vùng 14.x đúng không, thị trường mà có kéo mạnh qua thì gì, test lại là những cái vùng chúng ta sẽ tham mình đánh long tiếp đó. Còn khi mà thị trường mà gỡ, nó phái sinh mà gỡ thằng này, nó tạo ra một cái nhịp mà tạo ra một xu hướng đây này mọi người thấy hôm nay nó test lại trên line phát là bắt đầu bật đi lên, thì rõ ràng khi mà phái sinh sập thủng tầng trên line này gì, test con nhỏ thì mới sọt được. Còn hiện tại vẫn đang giữ một cấu trúc tăng đúng không, thì chúng ta sẽ chỉ ưu tiên canh chỉnh long, và long ở đâu thì chúng ta sẽ có thể kẻ Fibonacci ra 0.5 đến 0.618, và nó kết hợp với cả một vùng vùng cầu, vùng demand ở bên cạnh nó đúng không, thì đấy là những cái điểm chúng ta có thể là tham mình chơi chơi phái sinh nhá. Ưu tiên canh chỉnh long và cái kế hoạch chiến lược chúng ta đã có rồi. Chen thì chúng ta sẽ chen thì chúng ta đánh long ở bên dưới rồi nhé, 05 04 05 đó. Còn vị thế trong phiên có thể tham mình sọt chỉnh thì sẽ phải chờ những cái mốc cao hơn một chút nhá. Đó, và không được cầm quá đêm, lưu ý không được cầm sọt quá đêm, ưu tiên canh canh chỉnh long nhá. Đó, thì chúng ta có một cái plan chi tiết cho dùng khách hàng rồi, lệnh và cái plan update thì sẽ có trong dùng khách hàng nhé mọi người, do dùng khách hàng chuyển ID, sau đó chúng ta sẽ cùng chơi.